xin chào mọi người. Hôm nay quán Sá Sài Gòn sẽ tiếp tục dẫn mọi người đến với một quán bún người Hoa nước tiếng tại quận 11. Nghe danh đã lâu nhưng giờ tụi mình mới đến thử, quả thật không sai khi các món ăn ở đây vô cùng chất lượng. Quán bún Chua Cay nằm tại số 19A đường Tôn Thất Hiệp, phường 12, quận 11. Chạy xe từ xa thôi là đã đủ thấy không khí rôm rã cùng mùi hương lạ cây xe ở đầu mũi rồi đó. Vừa đến quán mình đã khá bất ngờ với phong cách bài trí ở đây theo phong cách của người Hoa rất độc đáo. Cùng với đó là không gian vô cùng rộng rãi và thoải mái. Món ăn thì cứ phải gọi là siêu đa dạng mà món nào cũng siêu hấp dẫn luôn đó. Nguyên liệu thì được cô chủ quán chuẩn bị tươi mới hàng ngày nên đảm bảo chất lượng. Yên tâm mà tin tưởng nha. Vì là món bún cay nó sẽ có nhiều bạn không ăn cay được thì tụi mình có thể nhờ chỉnh độ cay lại cho vừa ăn nè. Tụi mình gọi một tô thập cẩm cay nhưng theo cảm nhận của mình thì không cay lắm đâu nè. Chỉ hơi the the một chút xíu thôi. Tô thập cẩm siêu nhiều topping với sườn, huyết, bò, mực, tôm, lá sách, nấm. Ui chao sao mà hấp dẫn dữ ta. Sợi bún ở đây có hai loại là bún trắng và bún đen. Tô mình gọi là bún đen, sợi bún được làm bằng hoa lan, sợi to và ăn rất dai. Gấp một miếng bún ăn kèm với mực, thịt bò thì chỉ biết im lặng để thưởng thức miếng tiếp theo thôi. Cuốn Quảng Đông từng gây sốt lần lần, bây giờ có còn ngon hay không? Hi, xin chào mọi người, lại là quán Xá Sài Gòn đây. Bún Quảng Đông nằm tại số 80 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11. Quán mở bán từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Đầu tiên là không gian quán hơi nhỏ một chút nhưng thoáng mát và cũng sạch sẽ. Menu thì đa dạng nhiều món như là bánh cuốn tôm, bánh cuốn thập cẩm, bánh cuốn tôm xá xíu. Ngoài ra thì ở đây còn bán bánh bao xá xíu và bánh bao xá xíu phô mai nữa. Ở đây khi nào order thì cô chủ mới bắt đầu chế biến nha. Nhưng do hấp bằng máy nên một phần chờ tầm khoảng 2 đến 3 phút là các bạn có thể thưởng thức rồi. Mình gọi một phần thập cẩm. Đầu tiên là cô chủ sẽ cho bột vào một cái khay tráng mỏng, hấp lần thứ nhất. Sau đó lấy ra rồi cho phần nhân thập cẩm vào. Trên mặt bánh có tôm, trứng, xá xíu, thịt bò, thịt heo. Rồi đem đi hấp thêm một lần nữa. Lúc này là mình thích nhất nè. Cô lấy bánh ra rồi cuộn cuộn vào nhìn rất là chuyên nghiệp luôn, không bị rớt nhân ra ngoài. Sau đó cho ra dĩa ăn kèm với đó là rau xà lách. Mình thấy món này có ngon hay không là do nước chấm nữa nha. Phần nước chấm là xì dầu, giấm, thêm một chút sa tế ớt, rồi chấm một miếng bánh cuốn thấm đẫm nước sốt, vị rất là đậm đà, cay tê đầu lưỡi, đúng là xuất sắc luôn. Phần bánh thì mỏng, thịt bò mềm, tôm to và nhai sừng sực. Phần thập cẩm có giá 55 cành, các món khác thì từ 30 cành. Mình thấy mọi người đừng bỏ qua món bánh cuốn Quảng Đông thập cẩm này nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video này hôm nay. Quán Xá Sài Gòn đây. Cùng mình qua quận 11 ăn hoành thánh lá tôm khô, bán 40 năm nhưng lúc nào cũng đông nghẹt nha. Mọi người thấy không, cô bắt đầu bán từ 15 giờ nhưng bây giờ 15 rưỡi thôi mà quán đã đông khách rồi. Mình thấy ngoài cô chủ đứng bán chính còn có một người phụ múc, một người nữa phụ bỏ hành, tiêu lên tô và người bưng bê nữa mà ai cũng không nghĩ tay luôn á. Phần hành đánh lá tôm khô chỉ đơn giản là ăn với tôm khô, huyết, hành phi và hành lá, nhưng ăn vào lại rất là ngon vì nước lèo siêu đậm đà, ngọt nước do tôm khô tiết ra, con nào con nấy cũng to. Khi ăn vào thì có vị ngọt của tôm.
Hoàn thánh khô khi bỏ vào nấu nó sẽ giống như sợi hủ tiếu nhưng dễ ăn hơn. Mặc dù nấu sẵn trong nước lèo nhưng hoàn thánh không bị bở. Mình đã thử mua về nhà và ăn hôm sau nhưng nó vẫn vậy. Hoàn thánh thì bị nở một chút nhưng vẫn dai nhẹ và không bị nát. Ngoài nước lèo có vị ngọt của khi ăn, mọi người sẽ cảm thấy một vị cay nhẹ nhẹ do cô thêm nước tiêu vào nước lèo luôn. Đúng là vị ngon tuyệt đỉnh. Cho bạn nào chưa biết, món hoàn thánh lá tôm khô là một món ăn của người Hoa. Món này được bán chính ở những nơi có người Hoa sinh sống như quận 11, quận 6, quận 5. Với lượng khách đông như vậy, một ngày cô bán không biết được bao nhiêu tô luôn. Chỉ biết là mỗi ngày cô nấu 10 kg tôm khô, mấy chục bịch hoàn thánh mỗi bịch nửa ký. Các bạn nhìn có thấy thèm không? Chứ mình ăn một lần mà vẫn muốn ăn nữa nè. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau của Quán Sứ Sài Gòn nhé. Xin chào. Alo alo, trà sữa 700ml 25 cành, 1000ml 35 cành, siêu to khổng lồ full topping đây. Chào mọi người, lại là Quán Xá Sài Gòn đây. Hôm nay Quán Xá Sài Gòn sẽ dẫn các bạn cùng đi thưởng thức món buffet trà sữa Soq 1997 nằm tại số 5 đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11 nha. Đã nói là buffet nên chỉ cần chọn loại nước trong menu buffet. Có hai size nhỏ 25 cành và size lớn 35 cành. Chỉ vậy thôi, tính tiền nữa là mọi người tha hồ chọn topping mình thích. Ở đây có gần 20 loại topping như là trân châu trắng, trân châu đen, thạch cà phê phô mai, thạch trái cây, thạch dừa, bút đinh trứng và quá xá nhiều loại khác nữa với đủ màu sắc xanh đỏ tím hồng, đủ hình dạng luôn, có hình chú cá heo nhìn rất là dễ thương nha. Rồi, 1241 chục loại topping vô cái ly hồng trà sữa nguyên vị của tôi. Với tôi có gọi thêm một ly hồng trà tươi nguyên vị topping cũng nhiều y chang nha. Lâu lâu giảm cân nên ăn cho đã nè. À, mình thấy trà ở đây các bạn pha khá là nhạt, vị ngọt vừa thôi. Có lẽ vậy mà ăn nhiều topping không có bị ngán. Các bạn cũng thử xem sao rồi cho tôi ý kiến nha. Xem video ngày hôm nay, đừng quên like và theo dõi kênh Quán Xá Sài Gòn để đón chờ những video tiếp theo của tụi mình nha. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video của ngày hôm nay. Đừng quên nhấn theo dõi kênh Quán Xá Sài Gòn để đón chờ những video tiếp theo nha.